phẩm cứ hàng về là lại cháy hàng tại Mega Fashion. Trở thành quý cô thanh lịch và nữ tính với set bộ gồm blazer mix kèm chân váy hoa, tông màu xanh than luôn mang lại cảm giác rất sang trọng và nhã nhặn. Chiếc blazer được thiết kế form mềm mại, nhẹ nhàng. Phần cổ vest được may ngay ngắn, tay áo lửng sắn gấu viền hoa vô cùng điệu đà. Mix với một em chân váy hoa sếp ly màu xanh phủ trắng rất hài hòa khi kết hợp cùng chiếc áo blazer. Váy sếp ly dáng dài qua gối, màu sắc nhẹ nhàng nữ tính khiến tổng thể outfit trở nên mềm mại, dịu dàng hơn. Em Hương gợi ý các nàng hãy phối set đồ cùng một chiếc áo hai dây lụa màu trắng giá trị 190k của nhà Mega, đảm bảo cực kỳ ăn ý. Áo blazer với chất liệu tweed cao cấp của nhà Mega mặc lên rất cứng cáp, đứng form và dễ là ủi. Chân váy chất von lụa hai lớp cẩn thận giữ được độ xòe và độ bay tự nhiên của váy. Thêm một đôi sandal cao gót màu trắng và một chiếc túi xinh nữa là hoàn thành outfit cực kỳ thanh lệ của ngày hôm nay. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mốc thiết kế thời trang mới nhất nha.